Sáng ngày 13 tháng 5, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, tại quận Hà Đông vừa xảy ra một vụ cháy nhà dân khiến 4 người chết. Vụ cháy xảy ra khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày tại căn nhà 4 tầng trên phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Nhân tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm 4 người chết và 1 người bị thương. 4 người chết bao gồm 3 trẻ em và 1 người già. Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn công an Hà Nội, chủ nhà là ông M, 43 tuổi. Căn nhà có diện tích xây dựng khoảng 40 m2, kết cấu bê tông cốt thép tường gạch. Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm bà X, 67 tuổi, mẹ đẻ của chủ nhà, cháu B, 10 tuổi, cháu D, 8 tuổi, cháu H, 4 tuổi, cả ba cháu đều là con của chủ nhà. Được biết, gia đình trên vừa chuyển đến sinh sống tại đường Thành Công, quận Hà Đông được hơn một năm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.